Okay.
Thank
từ đó khi muốn sáng tạo sống thì cá nhân những con người muốn nhận là nó có thằng đó thằng đó cũng không biết chưa biết gì mà còn pha được thôi cả một cô thì buổi sáng cô thì có thả chiều đó thì xỉ dạ cô thở cái nào cô mỏ hóa như thế của chúng ta lên thế của trang thì sợ thở cái nào cô mỏ hóa như thế của nó là nhắc lại thế ngủ ngon ngon bỏ thì chúng ta có Yes, ma'am. Attitude. Behavior. Conditions. It's me. Yes. Listen. Yes, ma'am. Your attitude is your altitude. Yeah. Girls. For example, the last time I was born, How many of you actually buy a lottery ticket?
That's not what I'm saying.
Okay.
Oh, is that? And what you say nasty. Asians in general have a hard time saying I love you to family. Oh, parents. Oh wow. Yeah, and that, you can do it. It's like wait, you stare at your parents for 5 minutes and what? No, stare at your parents for 5 minutes, I can say. Without saying anything. Aww. Like, it's part of Asian American. It's so cool. Like if you say it's really cool.我们也发工资，他给你差，给他薪水，给你钱了，我们是在做什么？